Hello xin tất cả anh em đến với cơ sở sản xuất Phong Tuần. Hôm nay bên cơ sở mình giới thiệu cho anh em một sản phẩm, đó là cung bẫy sóc và đa đa. Anh em mình thấy số lượng mình làm đắp thành phẩm đây. Đó, anh em đặt hàng chỉ việc mang về lên đánh thôi. Đây như tay mình đang cầm giới thiệu cho anh em thực tế đây. Đây là cung của nó, cây sắt và chống đỉ dài 1m2. Chiều rộng của cung là 2, 4, 6, 8, 10 em nhé. Chiều rộng của cung là 80 anh em nhé. Dù thái siêu bền, bao chạy mắt cho anh em. Đó, anh em thấy chưa? Dù thái siêu bền, bao chạy mắt cho anh em. Đã được nhuộm màu tàng hình. Đó. Đã được nhuộm màu tàng hình cho anh em rồi. Đó, anh em về thì anh về chỉ phải đánh thôi. Đó. Cái này thì rất dễ đánh. Anh em chọn địa thế chỗ nào mà có sóc, có đa đa cả là anh em đón cắm đập cắm đón xuống. Cắm xuống đất đón nó em nhé, đón nó là đi vào nó sẽ dính vào lưới đây là ok, bao chảy cho anh em luôn anh em nhé. Bên mình làm kẽm là kẽm chống rỉ này, đó cho nên là rất chắc chắn, cột hai đầu rất là chắc chắn rồi anh em nhé. Là cột dù siêu bền, xong rồi cột bằng đồng này, em thấy chưa, dây dù liên kết này rất chắc chắn cho anh em này, bao sảy cho anh em này. Và đặc biệt mình có làm cái điểm chốt chống chạy này. Đó, cột rất chắc chắn và đã nhỏ keo dán sắt ok cho anh em nhé, không sợ bị chạy anh em nhé. Đó, không bị chạy khuyên này, anh thấy không? Đó, ok nhá. Đó, bên mình có bảo xỉ trên toàn quốc cho anh em và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đó, anh em nào có nhu cầu đặt hàng hãy gọi vào số điện thoại 0868 599 399 hoặc các số điện thoại mình để trên video. Đó. Anh em thấy clip mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực làm video tiếp theo cho anh em xem. Và sau đây xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào một video gần nhất. Xin chào.